Hôm nay tôi xin kể về một câu chuyện linh ứng khi trì tụng kinh Địa Tạng hồi hướng công đức cho ba và má đã khuất của tôi. Linh ứng khi tụng kinh Địa Tạng cầu siêu cho ba má. Ba của tôi mất năm 2014. Lúc đó tôi thường trì tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông. Và cho đến một ngày, tôi mơ thấy ông về mặc một bộ đồ rất mới, rất đẹp. Ông đến gần tôi và nói: "Ba đi nhé con." Rồi ông cười và quay đi. Từ đó về sau, tôi không bao giờ còn mơ thấy ba nữa. Má của tôi thì mất năm 2020. Tôi cũng vẫn trì tụng kinh Địa Tạng và làm công đức hồi hướng cho bà. Trước đó, tôi cũng vài lần mơ thấy má về sinh hoạt như lúc đang còn sống. Và cũng đến một ngày, khoảng 7 hay 8 tháng sau khi bà ấy mất, đêm đó tôi mơ thấy má về. Bà ấy cũng mặc một bộ đồ mới và nói với tôi rằng: "Má đi nha con." Và cũng từ đó, tôi không bao giờ còn mơ thấy bà ấy thêm một lần nào nữa. Và thời gian gần đây, tôi có ý khởi tâm muốn biết chắc ăn ba má tôi đã tái sanh vào cõi nào, nên thường cầu nguyện Ngài Địa Tạng cho tôi biết ba má tôi hiện giờ đang ở đâu. Tôi hầu như thường thầm cầu nguyện, và dạo gần đây thì phát tâm học kinh Địa Tạng. Sau khi tôi học xong 4 phẩm thì đêm hôm qua, tức là ngày 17 tháng 4 năm 2022, tôi mơ thấy mình đi thăm mộ ba má. Tôi đi đến đúng nơi cần đến, nhưng tìm mãi không thấy hình ảnh có trên bia mộ ba má tôi. Không hiểu tại sao trong mơ tôi tự nhiên biết được rằng ba má tôi đã tái sanh vào cõi lành, thì làm sao mà tìm kiếm hình ảnh của họ được nữa. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi giật mình tỉnh giấc. Từ lúc thức dậy, lòng tôi vui mừng hớn hở. Tôi thầm cảm ơn Ngài Địa Tạng đã gia hộ cho tôi biết ba má tôi đã được sanh vào cõi lành. Kinh Địa Tạng là không thể nghĩ bàn, thật không có bút mực nào tả xiết về sự nhiệm màu này. Đây chính là sự linh ứng khi tôi trì tụng kinh Địa Tạng. Này tôi xin được kể ra để khuyến tấn tất cả các bạn thêm lòng tin để trì tụng kinh Địa Tạng. Kính bút, tôi bắt đầu trì tụng kinh Địa Tạng từ năm 2019 và cũng có thời gian bị gián đoạn do nhiều yếu tố, nhưng tôi vẫn kiên trì trì tụng bộ kinh này. Mong rằng những ai hữu duyên nghe được câu chuyện linh ứng của tôi sẽ càng ngày càng tinh tấn trên con đường tu học. Con, đệ tử Quả Nguyện, xin kính tri ân Ngài. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.